6 giờ sáng hôm nay. Quý vị nghe hết hồn luôn. 6 giờ sáng giờ Cali. Một cú phone tại Việt Nam gọi cho vị chủ tịch, đồng chủ tịch của Hội đồng Liên kết trong nước, ngoài nước. Đó là bác sĩ Võ Đình Hữu. Để báo tin tình hình ở trong nước về đấu tranh. Thì quý vị thấy bác sĩ Hữu bỏ phòng mạch đi đây đi đó. 6 giờ sáng đã bị thức dậy rồi. Thưa bác sĩ, có thể tường trình với khán giả về. Thì như anh Dung Yêu quý biết, chúng tôi là Hội đồng Liên kết Quốc nội hội của Việt Nam. Thì hội đồng này gồm có là tất cả những cái đại diện của hải ngoại, các cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt Canada, cộng đồng Việt ở Đức Quốc và các hội đoàn nổi tiếng như Tổng hội Cựu chiến chính trị, Tổng hội Cựu chiến sĩ và nhất là hội đồng liên tôn trong nước, các vị đồng chủ tịch, trong đó có Hòa Thượng Thích Công Tánh, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Chánh sĩ sự Hứa Phi, Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa và Đạo huynh Lê Văn Sắp. Thì các tôn giáo Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin lành, Hòa hảo và Cao Đài đều tham dự. Thì sáng nay lúc chúng tôi liên lạc trực tiếp và thường xuyên với các vị hội đồng liên tôn Việt Nam, mỗi tháng họp một lần và khi nào cần thì chúng tôi nói điện thoại qua liên lạc. Thì 6 giờ sáng nay tôi bị thức dậy bởi chánh sự Hứa Phi, ông nói: "Ô bác sĩ ơi, có tin khẩn cấp ở Bình Định và Quy Nhơn đó, có hai cái tín đồ của Cao Đài cao cấp đã bị công an mời lên làm việc 8 giờ sáng ngày mai. Đó là ông Nguyễn Văn Danh và ông Nguyễn Hà. Thì không biết là họ muốn làm gì với Cao Đài chúng tôi, nhưng mà ngày mai họ bắt hai ông này lên trình diện." Thì chúng tôi và ông chánh sự nói rằng ngày mai thì sau khi bị cộng sản làm việc xong, chúng tôi sẽ cho bác sĩ biết tin tức. Quý vị biết rằng cộng sản luôn luôn đàn áp tôn giáo. Tuần trước họ đã lên đập phá ở tu viện Thiên An ở Huế và linh mục Nguyễn Văn Lý đã gửi thư email ngay sáng hôm đó cho chúng tôi biết, và Hội đồng Liên kết của hải ngoại đã gửi thư cho Tổng thống Trump trình bày về vấn đề đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, nhất là update về cái vụ mà Thiên An ở Huế. Và luôn luôn chúng tôi hỗ trợ cho tất cả các cuộc tranh đấu tôn giáo tại Việt Nam, cũng như vấn đề như vi phạm nhân quyền và nhân quyền. Hồi trước chẳng hạn như cách đây đã lâu, khi mà mục sư Nguyễn Công Chính bị đàn áp và mỗi lần công an tới hiếp đáp bà Trần Thị Hồng thì bên đó kêu điện thoại ra và chúng tôi đã kêu lại về Đại tòa đại sứ Việt Nam và ông thượng các thượng nghị sĩ ở đây để nhờ can thiệp. Do đó chúng tôi làm việc rất chặt chẽ giữa hải ngoại và quốc nội, tranh đấu về nhân quyền, dân quyền, nhất là tự do tôn giáo. Và ngày hôm nay một lần nữa cộng sản, và tuần trước cộng sản đã đàn áp về Thiên Chúa giáo, hôm nay đã sách nhiễu về đạo Cao Đài, cũng như đã hồi trước đã lấy chùa Lương Trì của Phật giáo. Thành chúng ta không thể chấp nhận được những hành vi đó. Do đó thành trong tuần vừa qua, ngay ông đại sứ về tôn giáo là ông Sam Brownback cũng lên tiếng rằng ông yêu cầu Ngoại trưởng Pompeo xem xét lại về vấn đề vi phạm tôn giáo tại Việt Nam. Và như vậy mình có thể dùng những biện pháp của luật Magnitsky để cho trừng trị các viên chức Việt Nam đàn áp về tôn giáo. Và như vậy ở ngay tại thời điểm này, ở Thượng viện cũng như Hạ viện đều có hai dự luật về vấn đề nhân quyền cũng như đàn áp tôn giáo tại Việt Nam. Thành đó, chúng ta ở Mỹ rất may mắn được hưởng các quyền tự do về tự do và tôn giáo. Chúng ta phải nhớ rằng luôn luôn lưu tâm đến đất nước Việt Nam và hỗ trợ cho tất cả các cuộc tranh đấu về tự do tôn giáo cũng như nhân quyền tại Việt Nam. Vâng, cảm ơn bác sĩ Võ Đình Hữu. Kính thưa quý khán giả, khi quý vị nhớ là cách đây 2 tuần, bác sĩ Võ Đình Hữu và chúng tôi nói chi tiết về vấn đề thuốc Kỳ Ninh. Và từ đó đến nay đó thì bác sĩ Hữu cũng giống như là overload, không có nghe nổi phone. Chúng tôi cũng vậy. Thưa quý vị, chúng tôi thì bó tay. Tại vì chúng tôi là không phải là ngành y, chúng tôi không có quyền giúp cho quý vị bất cứ một cái gì để có thuốc hết. Cho dù rằng cái thuốc đó bán như thế nào chúng tôi kể gì không biết, không nghe và không thấy. Bây giờ đó thưa quý vị, Leo lấy giùm cho cái hình số 11. Thưa quý khán giả, một số bác sĩ trong đó trên diễn đàn có lẽ là quý vị cũng nhớ đến tên Nguyễn Thường Vũ, thường gửi những cái tin để cho chúng ta biết về tình hình Covid. Thì thưa quý vị, đây là cái bản tin
mà chúng tôi lấy cái hình này đó để cho quý vị thấy đó. Đây là ông Minnesota Governor, tức là ông thống đốc của tiểu bang Minnesota. Ông này đặc biệt đó, là màu xanh. Cánh chữ dân chủ. Đó. Nhưng mà thưa quý vị, ông quyết định, cái này giống như là một trái bom nổ ra ở trong ngành cái chính sách mà COVID-19 của liên bang và tiểu bang, tức là chính trị hóa cái con virus này. Thưa quý vị, Minnesota cũng giống như hầu hết các tiểu bang của Hoa Kỳ, không chính thức ra lệnh cấm, nhưng nói vô lỗ tai thôi, không có ai dùng cái thuốc ký ninh này để điều trị sau khi FDA thu hồi. Tại vì cũng có cái lý là FDA đã thu hồi thì mà làm ở trong cái ngành này phải nghe lời FDA. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên, có thói quen thôi. Nhưng mà thưa quý vị, ông thống đốc này ông rất là gân. Ông là dân chủ nhưng mà ông dám tuyên bố là bây giờ đảo ngược lại tất cả những quy định để dùng COVID-19 cứu bệnh nhân. Thưa mời bác sĩ. Vâng, thì ông thống đốc cho biết rằng có thể trong tiểu bang này dùng hydroxychloroquine để trị bệnh và cho thuốc cho bệnh nhân COVID. Đây là một quyết định rất là táo bạo và rất đầy nhân bản của ông thống đốc này. Quý vị, đây là ông dân chủ mà, ông đâu có thích ông Trump. Mà quý vị biết là tổng thống ông luôn nói về hydroxychloroquine. Thành bây giờ ông đã ra một cái xác lệnh cho phép dùng. Và quý vị cũng nhớ rằng hồi trước Ohio, anh có cái về Ohio không? Ohio cũng cấm dùng cái thuốc này, bây giờ cũng đảo ngược. Ohio lát nữa chúng tôi sẽ trình bày, okay, còn ly kỳ hơn cái này nữa. Ok, thì nói Minnesota. Quý vị, Minnesota là nơi nào? Nơi cái ông thành cái tiểu bang của George Floyd. Thấy chưa? Là tiểu bang dân chủ mà rất vì đó đưa ra xáo trộn Black Lives Matter. Và bây giờ ông đã đảo ngược cho như vậy. Thành quý vị, ông này rất là can đảm. Và ông đã đặt cái vấn đề an toàn của bệnh nhân lên trên và vấn đề y tế lên trên. Thành ông đã đưa ra quyết định này. Thành bác sĩ Nguyễn Thành Vũ đã chuyển cho chúng tôi cái này. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thành Vũ. Và cái này rất là quan trọng. Đây là một cái hy vọng rằng những tiểu bang khác sau khi thấy cái quyết định thống đốc của Minnesota sẽ làm theo. Cảm ơn bác sĩ Võ Đình Hương. Bây giờ Leo lấy cho hình số 12 để quý vị thấy một cái bản tin. Tôi đọc cái bản tin này, thưa quý vị, tôi không có kịp giờ để mà tham khảo với bác sĩ Võ Đình Hữu về những tiếng chuyên môn, những cái từ chuyên môn của ngành y. Nhưng mà thưa quý vị, đây là cái bản tin liên quan đến cái loại thuốc mà chúng ta đương nói là thuốc ký ninh đó. Ông thống đốc này là thống đốc Ohio, ông là người Cộng Hòa. Thì cái chuyện Cộng Hòa nó cũng là Cộng Hòa thôi. Không có hẳn là Cộng Hòa phải ủng hộ trong 100% hết á. Cộng Hòa người ta cũng có những người không thích trong vậy. Đúng. Đó, cho nên thưa quý vị, ông Cộng Hòa này đó, thì cái câu chuyện ổng đồng ý bây giờ quay ngược lại tất cả những quy định mà không phải mình của ổng. Cái khổ đó. Ở đây là cái Board of Pharmacy, anh thấy không? Là nó ra lệnh rồi Bộ Y tế, rồi tất cả những cái quy định CDC địa phương, rồi tuân hành theo cái lệnh của CDC Trung ương, của Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh, tất cả những cái đó thành cái nếp ở Ohio rồi. Anh thấy không nào? Vậy đó mà ông này đó, thưa quý vị, ông thống đốc, sao đây nó không để cái hình ông ra, tôi quên, tôi không kiếm hình ông thống đốc đẹp trai này ra. Ông cũng đẹp trai lắm. Ông kỳ vừa rồi tôi nhớ không lầm là ông kỳ vừa rồi ông bị dính Covid á. Ông dính dương tính. Cái lúc mà chuẩn bị đón tổng thống Trump xuống, cái mặt ông đưa lên ông già mà mất kiến. Tôi nghĩ là vậy, tôi không biết, tôi cứ nhớ lộn nghe. Nếu như lộn quý vị tha thứ, tại vì làm tin mà như vậy tức là nói một cách mơ hồ. Nhưng mà tôi đoán là ông ngồi mai sẽ đưa hình lên, ngày mai đưa hình lên hay tuần mới. Ngày mai tôi sẽ đưa hình ông lên. Thưa quý vị, ông này đó ông can đảm ở cái điểm là tất cả nó vô hết rồi mà mình lãnh đạo mà không có cái tay ở dưới làm sao mà làm được. Thành không? Vậy đó mà ổng thuyết phục chứ không phải là tôi ra lệnh, ổng không bao giờ nói như vậy. Cái bản tin này anh biết nó dài đến cái mức tôi đọc gần đó là cái hình kia.
À vâng, đây đây ông này đấy, ông thánh cảm ơn anh Hoàng cũng như cảm ơn Leo đã lấy được hình ông giỏi đốc giỏi này. quá. Vâng, ông này mới vừa bị dương tính. Đúng là tôi mặc ông này đấy, ông mới bị dương tính cách đây 2-3 tuần. Nhưng mà bị dương tính không có sao hết rồi, nó hết thôi. Vâng, thưa quý vị, cái quyết định của ông này nó cam go ở cái điểm là đã ra chỉ thị nè, đảo ngược hết tất cả, đã vô cái nếp rồi nè, mà thay đổi làm thế nào để thuyết phục được cái bo pharmacy, rồi thuyết phục được CDC của địa phương phải tuân hành cái chỉ thị của CDC trung ương. Thành ra từ anh trong cái trận chiến này anh có thấy ló ra một cái gì không? Không, tôi thấy rằng hồi xưa mà tôi thấy bo pharmacy ra cái lệnh là không, bác sĩ không được kê toa ký ninh, thì tôi thấy lạ quá, chưa bao giờ mà thấy một cái bo pharmacy mà dám ra lệnh cho bác sĩ là không được kê toa ký ninh. Quý vị thấy, thật ra đó, nếu bác sĩ muốn né đó thì vẫn kê toa ký ninh, nhưng nói dùng cho cái khác, chẳng hạn dùng cho arthritis, dùng cho lupus, hay là dùng cho ngừa malaria, thì cái đó vẫn được hết. Nhưng mà pharmacy đây nói quý vị không được cho toa ký ninh. Không thì phải, nhưng mà cái đó là bác sĩ không muốn nói dối, thì bệnh nhân phải biết những cái bệnh đó đi yêu cầu. Đó. Thay vì không, bây giờ bữa nay tôi mới có bác sĩ đây tôi mới nói cái này. Tôi cũng có quen với một số bác sĩ và tôi cũng có rất là nhiều khán giả. Nhiều người nói trời ơi, anh nói vậy mà tôi tới không cho tôi bác sĩ, tôi không cho tôi làm sao. Đúng. Thì thưa quý vị, anh nói những cái tên bệnh ra cho khán giả biết để yêu cầu bác sĩ đừng nói chữa Covid mà mình nói là chữa sốt rét, chữa xương khớp, và cái thứ ba là lupus, rồi cái thứ tư là cái gì? Không, là về malaria này, về xương khớp, về lupus. Nhưng thật ra cái này là những cái hô ôi hô này mới giỏi, nó ra cái lệnh như vậy, ok. Mà bây giờ đó thống đốc lại đảo ngược lại và thuyết phục những cái kia, ok, để dùng hai đứa con. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bằng văn bản. Tôi nghe nói chuyện và tôi nghe trên đài loáng thoáng, mình không có bằng chứng. Nhưng cái bản tin này đó, thưa bác sĩ, cái tiểu bang này đó họ đã ra lệnh là không cho bác sĩ viết toa. Đúng. Ở đây chưa ai có cái lệnh đó, chỉ có hiểu thôi. Ôi thôi, tôi đã nói vô lý quá. Mà bây giờ để thưa ở đây đó là Ohio họ đã ra lệnh rồi là cấm không được dùng cái thuốc ký ninh này để trị cái này. Họ nói thẳng như vậy, mà đây là ông thống đốc Cộng hòa mà. Nhưng mà đã có cái lệnh đó rồi, bây giờ ông thống đốc này giỏi quá. Ông đảo ngược là tại vì ông tin ở những cái người tài liệu ông nhận bác được, sĩ, những tài liệu và những cái công cuộc nghiên cứu mới nhất mà mình có đưa lên trong lần trước đó. Thì kính thưa quý vị, tôi trở lại với vấn đề mà uống thuốc này, quý vị nhớ kỹ, không bao giờ tự động mua thuốc lậu. Thuốc lậu nó có bán ở đâu nó cũng có hết. Tôi nói trắng ra như quý vị hiểu điều đó. Quý vị có vấn đề tiềm ẩn sức khỏe về tim, không đừng dùng, bao giờ đụng đến thuốc đúng, này đúng. Và đừng bao giờ mà tự mình uống, quý vị không có bằng bác cách sĩ này hay cách nọ để thuyết phục bác sĩ của mình để lấy toa cho đến khi chính phủ đây người ta cho phép. Vâng, chúng tôi rất tiếc là hết giờ rồi, kính mời. Vâng, xin chào tất cả, chào quý vị và thân chú vị một cuối tuần thật vui vẻ bên cạnh người thân, mình nhất là giữ gìn sức khỏe, rửa tay, mang mask và đứng cách xa. Ok. Xin chào quý vị. Mênh mông gánh lúa mênh mông, lúc trời mà dạng đông dạng.